Xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý gia chủ tuổi Bính Tuất thân mến, chắc hẳn quý vị đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm 2023 Quý Mão, đúng không nào? Năm 2023 là một năm cực kỳ tốt đối với gia chủ tuổi Bính Tuất, được tam hợp cục với Thái Tuế, nên trong năm nay, về mọi phương diện của quý vị đều được thuận buồm xuôi gió. Một tin cực kỳ tốt lành, phải không ạ? Xin chúc mừng quý vị nhé! Trong khoảng thời gian trước, gia chủ Bính Tuất có nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhưng năm nay thì lại khác, sẽ gặp được nhiều may mắn và có nhiều cơ hội tốt đẹp về công danh, sự nghiệp có thể lên cao ở độ tuổi này. Phần gia đạo lại cực kỳ tốt đẹp, thành công của quý vị có được là nhờ nhiều vào sự giúp đỡ từ bạn bè, ít được giúp đỡ từ gia đình. Tóm lại trong năm nay, quý vị cũng được quý nhân, bạn bè giúp đỡ rất nhiều và hơn nữa nhờ vào năng lực của bản thân, nên năm nay là một năm phất lên như diều gặp gió. Do ăn ở phước đức, hiền lành, làm nhiều điều thiện tích đức để lại cho con cháu về sau. Quá tuyệt vời phải không ạ? Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi luận giải về lá số tử vi của những người tuổi Bính Tuất sinh năm 1966 trong năm 2023 này nhé. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nam mạng trong năm 2023. Tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 có nạp âm là ốc thượng thổ, đất trên vách. Người tuổi này nhỏ tuổi, cha mẹ nuôi nấng vất vả, khó khăn. Người tuổi Bính Tuất sáng suốt, thành thạo nghề nghiệp, nhờ vậy mà cuộc đời no đủ. Nam mạng Bính Tuất tính tình cương trực, ngay thẳng, họ là những người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, có ý chí và nghị lực. Đây là người thông minh, sôi nổi, cũng rất nhạy bén với thời cuộc. Họ ôm trong mình hoài bão lớn, khao khát xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, nam mạng Bính Tuất cũng rất nóng tính, bảo thủ, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nên đôi khi tự gây ra rắc rối cho bản thân, cũng như không được nhiều thiện cảm của những người xung quanh. Gia chủ đón năm mới với vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng pháp, nhưng rực rỡ. Tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất cứ vướng mắc nào. Gia đạo có chút khúc mắc do tư tưởng giữa các thế hệ, gia chủ nên hiểu, thông cảm, tin tưởng và giao các công việc quan trọng cho con cháu đỡ đần. Xét về vận hạn năm 2023 Quý Mão, Bính Tuất sinh năm 1946 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao vận lớn. Vận hạn, hạn địa võng. Hạn tam tai năm 2023 Quý Mão, gia chủ Bính Tuất nam mạng không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, phạm hoang ốc. Kim lâu, nam mạng 78 tuổi, phạm kim lâu tử về địa chi, tuấn, kim lâu. Nam mạng 78 tuổi, phạm kim lâu, tử về địa chi, tuất gặp mão, bình hòa ổn định. Hay nói cách khác, tuổi Bính Tuất nam mạng năm Quý Mão 2023 không phạm Thái Tuế. Xét về mối quan hệ thiên can Bính Dương Hỏa gặp Quý Âm Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm, những gia chủ Bính Tuất nam mạng cần chú ý nhiều hơn tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch, từ ngày 20 tháng 4 đến 18 tháng 5 năm 2023. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ Bính Tuất nam mạng. Vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Bính Tuất sinh năm 1946 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Bính Tuất 78 tuổi gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh, sao xấu, chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi. Gia đình bất an, điều sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn, mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng.
Nam mạng thì gặp tai tinh, bị kiện, thư bất lợi, nữ không tốt về tài sản, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao Vân Hớn, cúng dâng sao giải hạn vào 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về hướng Nam. Lễ vật gồm 15 ngọn nến hoặc là đèn, bài vị màu đỏ của Vân Hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo, muối, nước, trầu cau, hương hoa, ngũ oản. Bài vị sao Vân Hớn giấy trắng viết dòng chữ Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân Tiền Vị. Hoặc đơn giản hơn, sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng hoặc sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể, sao Vân Hớn, ngũ hành là hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946 năm mạng năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, hoặc gặp nhiều rắc rối thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu lầm. Muôn đời mang tiếng xấu, điều này khiến cho tâm trạng người gặp hạn trở nên đau buồn, phiền lòng. Khi gặp phải hạn này thì các mối quan hệ xấu hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay là ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ chú ý không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra, rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Sau đó, gia chủ không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc là ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Luận tử vi Bính Tuất sinh năm 1946 năm mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo, tuy nhiên sức khỏe của gia chủ cần chú ý, có thể bị bệnh liên quan đến phần đầu. Tháng 2, đây là tháng công việc làm ăn của những người trong gia đạo của gia chủ không được tốt, mối quan hệ tình cảm cũng như bạn bè của gia chủ có thể dẫn tới chia ly. Tháng 3, tháng này công việc kinh doanh làm ăn của con cháu có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên luôn có kẻ nói xấu đằng sau lưng. Tháng 4, tiền bạc trong tháng của gia chủ có sự tiêu pha nhiều, tiêu pha chủ yếu về sức khỏe. Tháng 5, tình cảm của các thành viên trong gia đạo tháng này không được tốt. Tháng 6, đây là tháng của gia chủ đón nhiều chuyện vui trong gia đình, đó có thể là việc cưới xin của con cháu hoặc có thêm chắt. Tháng 7, trong tháng này tiền bạc có sự hao tán tiền bạc, cẩn thận bệnh tật ốm đau lâu ngày. Tháng 8, đây là tháng mà sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tháng 9, gặp nhiều chuyện buồn phiền, tâm trạng bất ổn, cẩn thận thị phi. Tháng 10, khi đi ra ngoài, gia chủ nên đi cùng con cháu, tránh những tai nạn bất ngờ. Tháng 11, việc làm của con cái rất thuận lợi, có của cải để dành. Tháng 12, nhờ được hưởng âm phần phúc đức của tổ tiên nên sức khỏe của gia chủ cải thiện rất nhiều trong tháng này. Tổng kết tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, do tuổi đã cao, Bính Tuất nên tập trung tận hưởng cuộc sống tuổi già quây quần bên con cháu, đừng quá bon chen những việc không đáng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà thì nên giao lại cho con, hậu bối xử lý, không cần phải bận tâm nhọc lòng làm gì cho mệt thân. Dù chuyện gì cũng nên bình tĩnh đối mặt, có thể trao đổi với người thân để cùng tìm cách tháo gỡ. Về tài lộc, tài vận không có gì đáng lo ngại, các khoản lương hưu, phúc lợi duy trì ở mức ổn định. Gia chủ cũng không phải lo lắng về tiền bạc trong nhà khi con cái trưởng thành đã có khả năng cáng đáng vấn đề này. Thậm chí các khoản tích cóp từ trước của bạn cũng có thể giúp đỡ được trong gia đình, trong hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra cũng có người được hưởng các khoản lợi nhuận từ bất động sản như cho thuê nhà, thuê đất. Về sức khỏe, tuổi Bính Tuất nam mạng cuộc đời vào tuổi nhỏ hoàn toàn sung sướng về thể xác, đường công danh có nhiều triển vọng hoàn toàn tốt đẹp, trung vận trái lại có nhiều lo buồn và nhiều nghĩ ngợi về vật chất cũng như tinh thần, hậu vận mới được an nhàn thật sung sướng. Năm Quý Mão 2023, tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 về tình hình sức khỏe được cải thiện rất nhiều, ít ốm đau hay mắc các bệnh do trái gió trở rời. Một số căn bệnh tuổi già đã theo gia chủ từ lâu, sang năm nay cũng không còn nguy hiểm nữa do hợp thầy hợp thuốc và tinh thần gia chủ vui vẻ, phấn chấn.
Bên cạnh đó, gia chủ tích cực học tập các bài tập đúng độ tuổi, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý nên sức khỏe, thể chất được đảm bảo. Phong thủy gia cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946 nam mạng. Về tình cảm, gia đạo. Năm Quý Mão 2023, gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa và tốt đẹp. Nhiều thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn giữ được mọi người quý mến và kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946 nam mạng. Để vật phẩm, trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Bính Tuất trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Bính Tuất. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc mừng quý vị luôn gặp được nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.